Xin mời quý vị cùng dành ít phút để chúng ta cảm nhận về cái Tết của những năm tháng còn chiến tranh ở miền Bắc. Có thể nói, nguyên đán trong chiến tranh là một sự đan xen của nhiều yếu tố mâu thuẫn, sự bình yên trong thời chiến, sự no đủ trong khó khăn thiếu thốn, và đó cũng là những cái Tết với thật nhiều hương vị và ấn tượng. Nhiều người khi nhớ lại khoảng thời gian đó thường nhận xét, thời tiết dường như lạnh hơn, cái lạnh cuối mùa đông, và có lẽ cũng là cái lạnh do mọi người không được ăn uống đầy đủ và thiếu quần áo ấm. Bằng những hình ảnh trong kho tư liệu đặc biệt, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những năm 60 ở miền Bắc. Đường phố ngày ấy vẫn còn vắng vẻ vì nhiều người ở nơi sơ tán chưa về. Nhưng những cửa hàng mậu dịch quốc doanh thì lại đông đúc. Dù khó khăn đến mấy, người ta cũng cố mua cho mình hoặc cho con cái những bộ quần áo mới để mặc vào dịp Tết. Những loại thực phẩm dành cho ngày Tết dường như cũng phong phú hơn. Tiêu chuẩn mỗi người được thêm vài ba lạng thịt và một cân gạo nếp. Mọi người đều cố gắng mua nhiều hơn ngày thường. Nhiều người phải xếp hàng từ sớm và phải đổi từ thịt nạc sang thịt mỡ để được mua nhiều hơn. Ngày Tết, mọi thứ đều trở nên đặc biệt. Đó là sự thảnh thơi. Chứ ngày thường không có được không khí đâu. Và hơn nữa, cái điều này nó hơi ngượng một tí là được ăn no và được ăn cơm không bị độn. Trên những năm ấy thì một hạt cơm cõng đến mấy cái lát sắn ấy, lát khoai. Thế nhưng mà Tết thì chắc chắn là không có chuyện ăn độn. Đấy là ký ức của những năm chiến tranh nó như thế. Và cái đó tự cái đó nó làm nên Tết rồi. Tức là nó bất thường. Tết là cái gì nó bất thường chứ. Chứ nếu như mà quanh năm ngày nào cũng Tết thì không còn là Tết nữa. Như bây giờ. Mọi người cũng háo hức đón đọc những tờ báo Tết với nhiều thông tin chiến sự, đặc biệt là những chiến thắng của quân và dân miền Nam. Lúc đó có hai tờ báo được đọc nhiều nhất là báo Nhân dân và Quân đội Nhân dân. Còn ở nông thôn, báo chí không có nhưng lại có những chiếc loa truyền thanh. Những năm ấy thì nó làm sôi động làng quê ghê lắm. Và hồi đó thì đặc biệt là nghe thơ Tết của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thì ngoài cái thơ Tết đó ra thì có thể nói là chúng ta người dân còn phán đoán, còn tiên đoán đấy những cái thứ gì sẽ diễn ra trong cái năm tới mà thông qua cái bài thơ của cụ Hồ. Nhiều người dân đến thăm các đơn vị quân đội, tặng quà Tết cho bộ đội. Còn những người lính, họ luôn nắm chắc tay súng, sẵn sàng chiến đấu, vì họ nhận thức được rằng sự thảnh thơi của ngày Tết không thể kéo dài mãi.